Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Wheel Movie. Thời tiết vào hè thật nóng nực có phải không nào? Đã thế lại còn không được đi du lịch biển vì dịch bệnh nữa chứ. Vậy thì hôm nay tớ sẽ giới thiệu với các cậu một bộ phim siêu phù hợp với thời tiết vào hè. Nó có tên là Luca, hay với tựa tiếng Việt Mùa hè của Luca, một bộ phim hoạt hình mới lạ đầy độc đáo của Pixar. Cảnh báo spoiler cho những ai chưa xem bộ phim. Còn nếu ai đã xem rồi hoặc không quan tâm đến spoil thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng với tớ đi du lịch tới đất nước Ý xinh đẹp ngay thôi nào. Sau hậu chiến thắng tại Oscar năm 2021 với Bom tấn Seoul, hay với tựa đề tiếng Việt là Cuộc sống nhiệm màu, thì mùa hè này, Pixar sẽ đưa người xem tới vùng biển Địa Trung Hải tuyệt đẹp ở nước Ý xa xôi, với ánh nắng, cát vàng, biển xanh và tất thảy những điều xinh đẹp nhất của đất nước được coi là thiên đường của sự lãng mạn này. Đạo diễn Enrico Casarosa đã cho biết rằng hình ảnh của Luca chủ yếu được lấy chất liệu từ tuổi thơ của ông tại một vùng biển ở miền Bắc nước Ý, và những thủy quái trong phim được lấy cảm hứng từ truyền thuyết của người dân trong thị trấn mà Enrico Casarosa đã lớn lên. Anh kể rằng, truyền thuyết về rồng biển, những sinh vật chuyên đi giúp đỡ người dân nhưng thỉnh thoảng cũng gây ra rắc rối là những câu chuyện mà tôi được nghe rất nhiều khi còn bé và cảm thấy hấp dẫn vô cùng. Ngoài ra, ông cũng cho biết, ông được lớn lên và truyền cảm hứng từ những bộ phim hoạt hình của vị đạo diễn người Nhật Bản Hayao Miyazaki, được coi là huyền thoại của Studio Ghibli. Nhân vật Luca ban đầu có tên là Portoroso, dựa trên bộ phim Pocoroso của Miyazaki vào năm 1992. Tuy nhiên về sau thì nhân vật chính cũng như bộ phim đã được đổi tên thành Luca, còn tên của thị trấn trong phim thì lại mang tên là Portoroso. Vào một mùa hè của nước Ý, có một cậu bé nhút nhát tên là Luca, một cậu bé chăn cừu, chăn cá trong đại dương nhà cậu. Mẹ cậu luôn nhắc nhở cậu ấy rằng không được phép lên mặt biển vì ở đó con người rất nguy hiểm, họ sẽ tìm cách giết chết những thủy quái giống như cậu và chắc chắn sẽ làm hại Luca. Nhưng mà điều gì tới thì cũng đã tới, và một ngày nọ thì cậu đã gặp được người bạn Alberto, và từ đây cuộc đời cậu đã bước sang một trang hoàn toàn khác. Cậu bé ấy biết rằng cuộc đời mình còn rất nhiều thứ để khám phá và thế giới ở ngoài kia tuyệt đẹp biết nhường nào. Cậu đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi của con tim, đi theo Alberto. Alberto thì cũng là một thủy quái giống như cậu, cũng có khả năng biến hình khi lên trên mặt nước giống như Luca. Chỉ khác rằng cậu ta được tự do làm mọi điều mà mình mong muốn, bởi cậu chẳng còn cha, chẳng còn gia đình và cũng không còn ai bên cạnh. Hai đứa trẻ với mong muốn duy nhất lúc bấy giờ là sẽ đi đến thành phố Portoroso để tìm kiếm chiếc Vespa và đi khắp thế giới. Đã gặp được cô bé Julia và thế là họ cùng nhau tạo thành một đội với mong muốn chiến thắng cuộc đua cúp Portoroso để kiếm đủ tiền tậu chiếc Vespa của mình. Nhưng đồng thời phải cố gắng giấu đi thân phận thật của họ vì người dân nơi đây đang ráo riết tìm loài thủy quái. Để chiến thắng, phải vượt qua 3 thử thách bao gồm bơi lội, ăn mì spaghetti và đạp xe về đích. Ngày thi thì sắp tới, đột nhiên Luca và Alberto đã xảy ra tranh cãi. Giờ đây, để chuộc lại lỗi lầm với Alberto, Luca đã cố gắng hết mình để tham gia cuộc thi và mang về cho anh chiếc Vespa mà cả hai đều mong muốn. Trước hết, đây không phải là một bộ phim dành cho người lớn giống như Soul, vậy nên tớ mong rằng các cậu xem bộ phim này với tâm hồn của những đứa trẻ, tận hưởng nó như tận hưởng một cây kem gelato mát rượi thôi nhé. Bộ phim là một chuyến phiêu lưu, là hành trình ra khỏi cái vòng tròn an toàn của cậu bé Luca. Giống như bao đứa trẻ khác, cậu ấy cũng yêu những hành trình, cậu cũng mong muốn được khám phá những điều mới mẻ và cậu cũng muốn được đến trường để tìm hiểu thêm về những vì sao. Điều đầu tiên, tớ sẽ nói về nhân vật Luca, một loài sinh vật biển khiến mọi người đều khiếp sợ. Trong khi ai nấy trong chúng ta đều tò mò về nơi mà cậu ấy đang sống, thì ngược lại, cậu ấy cũng tò mò về nơi sống của chúng ta. Sau khi gặp được cậu bạn Alberto, cậu lên bờ, tập đi, tập đứng. Nhờ vào anh bạn luôn ở bên cạnh động viên và khích lệ, cậu ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn và can đảm hơn. Cậu yêu chiếc Vespa, nhưng như thông điệp trên poster đã nói, Vespa là tự do. Vì thế, cái mà cậu yêu hơn tất cả mọi thứ chính là việc được tự do làm chính bản thân mình, làm tất cả những điều mà mình mong muốn. Nhìn ba đứa trẻ ấy, tự nhiên tớ lại có liên tưởng đến những ngày trẻ thơ của mình, và có khi các cậu cũng sẽ thấy chính bản thân mình trong tất cả những nhân vật đó đấy. Luca ham học hỏi, yêu thích những vì sao, cậu có trí tưởng tượng tốt và là một đứa trẻ ngoan. Thông điệp từ cậu bé Luca đem đến cho các khán giả nhỏ tuổi sẽ không khó thấy khi đó là sự tự do. Hãy dũng cảm, thử sức với những thứ mới lạ, gạt bỏ cái con quỷ Bruno trong bản thân mình ra để làm được những điều mà mình chưa từng nghĩ. Hãy bước ra ngoài kia vì thế giới ấy đẹp và rộng lớn biết nhường nào. Ấy vậy, tại sao một bộ phim đáng yêu như thế này lại làm cho tớ có hơi chút thất vọng? Không biết, do thời lượng 1 tiếng 30 phút quá ngắn ngủi hay là do quá tập trung vào nhân vật chính và những khát vọng tự do mà tất cả những nhân vật phụ của bộ phim, từ tên Ankoli Vikonsti hách dịch và đồng bọn của hắn về bố mẹ, ba của Luca hay là cả đến cô bạn thân Julia đều được làm khá mờ nhạt. Họ đều có những cá tính, những đặc điểm riêng biệt, nhưng mọi hành động và lý do của hành động đều không được tập trung khai thác chi tiết. Đặc biệt đó là cậu bạn Alberto, một nhân vật đáng ra phải được yêu thương hơn rất nhiều lần. Ta không biết rõ bất cứ điều gì về Alberto cả. Tại sao cha cậu lại ra đi? Tại sao ông không trở về? Lý do gì khiến cậu ở lại mà không đi trên chuyến tàu cuối cùng với Luca? Tớ chỉ ước rằng có thêm thời gian cho Alberto một chút
để ta thấu hiểu được cậu đã cô đơn nhường nào, để ta biết rằng cậu cần tình cha ra sao. Chính vì sợ cô đơn, sợ trở thành thừa thãi và không còn quan trọng đối với cuộc sống của người khác, cậu mới tranh cãi với Luca và tạo nên cao trào nhất của bộ phim. Có lẽ, trong cái kết cuối cùng, cậu bé ấy đã ở lại vì cảm nhận được tình cha ấm áp từ cha của Julia chăng? Cậu yêu những món mì ông nấu, cậu yêu cách ông dạy cậu đánh cá, cậu yêu ông và cảm nhận được rằng ông cũng yêu cậu. Dù ai đó có bỏ mặc cậu thì ông vẫn sẽ tìm cậu trở về. Và có lẽ, khác với Luca đủ đầy tình yêu thương nên mong muốn đi chinh phục mọi thứ thì Alberto lại chỉ cần một người cha, một tình thương gia đình, một người chỉ đơn giản là cần cậu. Từ khi gặp Luca, Alberto đã dạy cho Luca rất nhiều điều và anh thích cái cảm giác được người khác chú ý. Nhưng rồi đến lúc Luca lại chuyển sự chú ý đó cho Julia thì cậu bé ấy lại trở nên thất vọng, ghen tị và cậu sợ rằng cậu chẳng còn quan trọng nữa. Rồi đến một ngày họ cũng sẽ rời cậu mà đi như cái cách mà cha cậu đã từng. Thật tiếc khi đáng nhẽ Alberto đã là người lấy đi được nước mắt của tớ như câu chuyện đã từng xảy ra trong Up hay Coco, nhưng đây lại là điều không thể. À, và đang tiện nhắc đến Coco thì màu sắc trong bộ phim này cũng tuyệt vời chẳng kém gì. Vẫn là những tông màu siêu bắn mắt, đường nét kỹ xảo tinh tế chỉn chu, tạo hình nhân vật thì đáng yêu khiến mình xỉu lên xỉu xuống như thế này đây. Ngoài tất cả những yếu tố làm nên phong cách làm phim của Pixar thì phần đầu tư nội dung và tiểu tiết kém hơn Coco rất nhiều. Nếu trong Coco ta được thấy những vẻ đẹp tinh tế nhất, đặc sắc nhất mà chỉ có những người thực sự yêu Mexico mới biết, thì đất nước Ý trong Luca lại hiện lên với tất cả những biểu tượng mà không ai là không biết. Nào là những con xe đặc trưng cho phong cách sống của người Ý Vespa, nào là mì spaghetti, nào là kem gelato và những ngôi nhà gạch, đường đi uốn lượn trên những dốc đồi chẳng thể trộn lẫn. Ta chẳng tìm thấy được điều gì mới nơi đây, chẳng thể tìm thấy văn hóa và phong tục gì nơi nước Ý mộng mơ này cả. Một bộ phim cho trẻ em nhưng tình cảm gia đình lại không quá được chú trọng, mà thay vào đó là tình bạn và khát vọng vươn xa. Đây cũng có thể coi là một nước đi hay nhưng mà thực sự chưa tới của Pixar. Thêm vào đó, chưa bao giờ tôi thấy Pixar lại làm phim thiếu sự đầu tư về nội tâm cho các nhân vật phụ đến thế. Có lẽ trước khi xem bộ phim này, vì nghe đến cái tiếng Pixar mà tôi đã đặt kỳ vọng rất lớn, cao trào của bộ phim không tới, mâu thuẫn giữa Luca và gia đình không tới, và tình cảm gia đình cũng không tới. Ta cũng chả biết tại sao người dân nơi đây ghét người cá đến vậy. Ta cũng chả biết tại sao cha của Julia đã làm gì khiến ông mất một tay, mà chỉ biết rằng rồi đến cuối cùng, chỉ cần qua một câu nói mà tất thảy mọi người lại có thể trở nên yêu quý loài thủy quái này luôn mà không một chút lăn tăn. Mọi thứ dễ dàng chấp nhận đến thế, chẳng qua là bởi chả có lý do gì cho những cao trào. Vậy nên, hàng loạt những câu hỏi tại sao vẫn sẽ cứ luôn ở đó, mà chẳng có câu trả lời cho những đứa trẻ. Và với một đứa quá yêu Pixar như tớ, tớ nghĩ rằng chúng ta đều có quyền đòi hỏi thêm về sự chăm chút từ kịch bản đến chất lượng của bộ phim nhiều hơn nữa. Nhưng dù sao thì cũng như tớ đã nói, nếu như xem bộ phim này với tư cách là một đứa trẻ, xem với tâm hồn của một cô bé thì tớ vẫn rất thích Luca, bởi vì những trải nghiệm tuyệt vời và vui vẻ mà nó đã mang lại. Và đó là những cảm nhận của tớ về bộ phim Luca. Tuy không quá xuất sắc và trọn vẹn, nhưng nhìn chung đây cũng là một tác phẩm đáng yêu để chúng ta cùng ngồi lại với những người bạn, những người thân để cùng nhau thưởng thức. Tớ tin chắc rằng ngoài những trận cười hà hê, chúng ta sẽ còn được thưởng thức một bản nhạc pop vui nhộn như một buổi chiều hè ở nước Ý đẹp tuyệt vời nữa cơ đấy. Và như thường lệ, nếu thích video này hãy bấm nút like và nút subscribe và nút chuông nho nhỏ phía bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video nào chúng mình sẽ ra trong tương lai. Buổi chiều khuya, ouch!